Anh Nhân ơi, chỉ em làm tóp mỡ da giòn ăn cho đỡ tốn tiền đi. Mỡ mình đem về mình rửa chanh rửa muối đi. Rửa ngoài thật sạch á, rồi bắt lên cái nồi nước, đổ vô đen tí xíu muối, tí xíu chanh, tí xíu giấm, một hai củ hành tím, nếu có gừng nữa là càng ngon. Để mình luộc nó. Nhớ làm mỡ này là lấy cái mỡ lưng có nguyên cái da luôn nha. Rửa xong rồi mình cắt ra miếng dày. Nhớ cắt cái miếng nó bự bự, bự hơn chút xíu nữa cũng được nữa để hồi nó teo không có bắn. Bước này là cái bước quan trọng nè má. 2 ký mỡ liền da thì mình xài một muỗng canh muối đầy, còn 1 ký thì mình xài nửa muỗng. Bắt cái lửa vừa vừa thôi. Lửa vừa rồi bắt đầu mình lấy cái đũa bếp á, mình ngồi mình xới, chịu khó quậy quậy đều tay nó không có văng. Nhìn sương sương nguyên cái nồi nó bung lên thành da heo quay hết rồi đó, mình đổ ra. Đây, trời đất ơi. Rồi tới nước sốt, xong rồi tôi cho vô đây 2 muỗng tương ớt, 1 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước lọc. Muốn ngọt ngọt thì để thêm 3 4 muỗng đường hay là 2 muỗng đường gì cũng được. Xào qua sóc lại cái nước sốt nó sền sệt rồi thì mình đổ cái da heo vô. Cái này là ớt với tỏi, mình băm ra rồi bắt đầu mình phi, đợi cho nó gần sền sệt kẹo kẹo rồi cái mình đổ cái đó vô. Rồi đó, da heo sóc mắm tỏi, đổ ra dĩa quất.